Giang Cát Trinh Man phiên bản Việt đã lộ diện, nhưng cộng đồng mạng chỉ gọi tên Hương Giang. Không nằm ngoài dự đoán, những vựa muối của showbiz Việt là Trấn Thành Ngô Kiến Huy, BB Trần Ninh Dương Lan Ngọc, Chun Phạm Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát chính thức cướp mặt trong đội quân Running Man phiên bản Việt. Nhắc tới Running Man, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh một anh già hài hước. Chun Jae-sik hay chú mũi to Jesus Jin cũng có thể là tay đấm thép Kim Jong-kook, ông vua của những chiêu trò khôn vặt ha ha, cặp đôi ngày thứ hai, Kangari và Song Ji-hyo và chàng hưu phản bội Lee Won-soo trong phiên bản gốc. Đây được biết tới là một trong những game show cuốn hút và đạt rating cao trên màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi. Với sức hấp dẫn đặc biệt, Running Man đã thực sự mang tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới khi được thông dịch qua nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Thái, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Ả Rập, Bồ Đào Nha và tiếng Brazil. Thậm chí game show này còn được nhiều quốc gia tại châu Á mua bản quyền. Và sự hiện với vai trò là một chương trình giải trí thực tế cùng sự tham gia của dàn sao showbiz tại quê nhà, tất nhiên Việt Nam sao có thể đứng ngoài vùng phủ sóng. Và sau bao tháng năm ngóng chờ, mới đây nhà sản xuất Running Man phiên bản Việt đã chính thức công bố thành viên bao gồm Trấn Thành, Ninh Dương, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Chun Phạm, Trương Thế Vinh, BB Trần và Liên Bỉnh Phát. Thật không nằm ngoài dự đoán, những vựa muối đình đám của showbiz Việt đã góp mặt trong dự án mới, hứa hẹn sẽ tạo nên kỳ tích. Trấn Thành sẽ đảm nhận vai trò giống như một MC hoạt náo. Jesus Jin, cô nàng bánh bèo Ninh Dương Lan Ngọc có phải là át chủ bài? BB Trần, Lee Won-soo của Việt Nam đây rồi. Rất có khả năng Ngô Kiến Huy sẽ là ha ha phiên bản Việt. Liên Bỉnh Phát có tương đương cân nặng với Kim Jong-kook. Và Chun Phạm, Trương Thế Vinh, ai sẽ là Kangari thứ hai đây? Đây quả thật là thông tin siêu hot đối với những fan ruột của Running Man. Ngay lập tức hình ảnh của các thành viên trong phiên bản Việt đã được dân mạng chia sẻ nhiệt tình, kèm theo những bình luận bày tỏ niềm phấn khích khôn bờ bến. Dù khá hài lòng với bản khách, thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng nhà sản xuất nên điền thêm Hương Giang vào danh sách này bởi độ mặn của cô hoa hậu trong tất cả các game show trên sóng truyền hình. Thậm chí có fan còn nhấn mạnh Hương Giang hoàn toàn có thể kinh tim ở bất cứ chương trình nào. Hương Giang từng tạo được ấn tượng tốt đẹp khi tham gia các game show khác như Cuộc Đua Kỳ Thú, Sao Nhập Ngũ hay mới đây nhất là Khi Đàn Ông Mang Bầu. Tính cách lăng xả hài hước nhưng vẫn duyên dáng, cô hoa hậu nhận được nhiều lời khen từ phía cư dân mạng. Bởi vậy không quá khó hiểu khi Running Man công bố giàn cách, khán giả lại đồng lòng gọi tên Hương Giang như vậy. Theo thông tin được biết, show truyền hình này sẽ được tiến hành ghi hình cuối tháng 2, 2019 và phát sóng tập đầu tiên vào ngày 6 tháng 4. Hơn nữa, ekip còn có kế hoạch mời huấn luyện viên Park Hang-seo làm khách mời sau khi kết thúc ASEAN Cup 2019.